Thưa quý vị, liên quan đến những bất thường về điểm thi trong kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình năm học 2024-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Viết Hiển, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác thanh tra. Trong thời gian này, ông Nguyễn Viết Hiển có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của trưởng đoàn thanh tra và cấp có thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra và tổ giám sát thực hiện công tác trong vòng 20 ngày. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Nghiêm phụ trách điều hành hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian ông Nguyễn Viết Hiển bị tạm đình chỉ công tác. Trước đó, trong đơn thư tố cáo của phụ huynh về kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình, có ít nhất 18 bài thi tăng điểm ở môn toán và ngữ văn từ 1,25 đến 5,75 điểm mỗi môn. Cá biệt có thí sinh điểm số sau phúc khảo tăng cả hai môn với tổng điểm số tăng 7,75 điểm, trong khi đây là hai môn được nhân hệ số 2 khiến điểm thi chênh lệch rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến cơ hội vào trường công theo nguyện vọng của thí sinh.